tin quốc tế ngày 19 tháng 5. Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai ở phía bắc Kharkiv. Ukraine và Nga liên tục sử dụng phi cơ không người lái để giao chiến. Tàu cách mìn của Nga bị Ukraine phá hủy trong đêm. Bom lượn giá rẻ của Nga tàn phá các thành phố Ukraine. Israel tiếp tục không kích vào một trại tị nạn và gây thương vong. Iran lần đầu tiên gửi quân tới Belarus kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Indonesia trở thành quốc gia thứ ba ở Đông Nam Á sử dụng dịch vụ Internet của Stalin. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của chiến dịch tấn công ở phía bắc Kharkiv. Theo đó, các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào phía bắc tỉnh Kharkiv với việc chiếm giữ cứ điểm Vovchansk. Đây là mục tiêu chính để làm bàn đạp các hoạt động uy hiếp hệ thống phòng thủ của Ukraine. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thông tin rằng lực lượng Nga đã tiến được thêm 5 đến 10 km ở phía bắc Kharkiv trước khi bị lực lượng Ukraine chặn lại. Và ông Zelensky cũng chỉ ra rằng Ukraine mới chỉ đối mặt với làn sóng tấn công đầu tiên của Nga trong khu vực này mà thôi. Làn sóng tấn công chiến thuật thứ hai của Nga dự kiến sẽ có những điểm khác biệt và các lực lượng Nga có thể cần phát động nhiều làn sóng tấn công chiến thuật khác nhau để đạt được các mục tiêu của bất kỳ giai đoạn cụ thể nào ở phía bắc tỉnh Kharkiv. ISW đã đưa ra các bằng chứng cho thấy lực lượng Nga hiện chỉ khai triển một phần lực lượng hạn chế ở các tỉnh Benkorod, Kursk và Bryansk cho các hoạt động tấn công trong khu vực. Các nguồn tin từ Ukraine cho biết Nga đang tăng cường lượng lớn quân nhân ở phía bắc Kharkiv, tuy nhiên quân số hiện tại của họ đã bị suy giảm do chỉ nhiều tổn thất nặng nề. Các đợt tấn công mới của Nga vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng Đông Bắc đang bị chiến tranh tàn phá của Ukraine. Quân Nga báo cáo Khoảng 60 phi cơ không người lái và một số hỏa tiễn đã bị bắn hạ trên lãnh thổ của họ từ tối hôm qua đến sáng chủ nhật. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hơn 30 phi cơ không người lái Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 57 phi cơ không người lái của Ukraine trên khu vực phía nam Krasnodar vào đêm thứ bảy. Các quan chức quân sự địa phương cho biết các mảnh vỡ của phi cơ không người lái đã rơi trúng một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavyansk on Kuban, nhưng không có hỏa hoạn hay thiệt hại xảy ra. Tại Krum, có 9 hỏa tiễn tầm xa và một phi cơ không người lái đã bị phá hủy. Cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái quy mô lớn của Ukraine cách đây 2 ngày đã khiến thành phố Sevastopol mất điện. Tại Ukraine, giới chức nước này cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ tất cả 37 phi cơ không người lái của Nga được phóng vào lãnh thổ nước này trong đêm. Tại khu vực phía đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của Nga ở khu vực Kharkiv. Thống đốc địa phương Ole Shnihubov cho biết, vào sáng nay đã có một người chết và 11 người bị thương do trận pháo kích từ đêm trước. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt một tàu quét mìn nga có tên Kuprovets. Cuộc tấn công của hải quân Ukraine diễn ra vào đêm 18 dạng sáng ngày 19 tháng 5. Con tàu Kuprovets là loại tàu chuyên dùng có nhiệm vụ tìm kiếm, phát hiện, phá mìn hải quân và dẫn đường cho tàu thuyền qua bãi mìn. Tàu quét mìn này thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen. Con tàu có chiều dài 61 mét và có thủy thủ đoàn gần 70 người. Nguồn tin cho biết đây là con tàu quét mìn hiện đại hơn những phiên bản tiền nhiệm của Liên Xô với việc bổ sung các thiết bị phát hiện và phá hủy mìn tiên tiến và trường âm thanh thấp hơn. Nga đang sử dụng bom lượn ngày càng nhiều hơn để gia tăng sức tấn công lên Ukraine. Đây là loại vũ khí rẻ tiền nhưng lại có sức tàn phá cao. Một con số thống kê từ cuộc tấn công gần khắc kíp của Nga cho thấy có hơn 200 quả bom lượn đã được sử dụng chỉ trong một tuần để tấn công thị trấn Vopchansk ở phía bắc Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại cho biết có 3.000 quả bom lượn đã được thả xuống nước này chỉ trong tháng 3. Cảnh sát trưởng thị trấn Vopchansk xác nhận đã chứng kiến những tác động của bom lượn ở cự ly gần và nói rằng không có từ nào có thể diễn tả được hậu quả của một vụ tấn công bằng bom lượn. Bom lượn được chế tạo bằng cách bổ sung thêm cánh gấp và dẫn đường vệ tinh cho bom liên xô cũ Chúng được đánh giá là rẻ tiền nhưng có sức tàn phá lớn. Lực lượng Nga hiện đang sử dụng bom lượn để tấn công thành phố phía bắc Kharkiv và Ukraine cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc phản công. Nga được đánh giá là đang có nguồn dự trữ bom lượn với số lượng lớn vì loại bom này khá dễ sản xuất. Hôm nay, một cuộc không kích của Israel được cho là nhắm vào một trại tị nạn ở Gaza đã giết chết ít nhất 20 người. Các nhân chứng cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Phía cơ quan y tế Palestine đã xác nhận số thương vong và phía quân đội Israel cho biết họ vẫn đang kiểm tra các báo cáo. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin, trong số những người bị thương có cả trẻ em và lực lượng cứu hộ hiện đang tìm kiếm những người mất tích bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các trận chiến ác liệt và các cuộc bắn phá dữ dội của Israel đã liên tục nhắm vào khu vực Rafah, phía nam Gaza từ đầu tháng 5. Các chiến binh Palestine và quân đội Israel cũng đã đụng độ ở trại Jabalia, phía bắc Gaza, trong nhiều ngày nay. Các nhân chứng cho biết nhiều ngôi nhà khác đã trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích trong đêm trên khắp giải Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã có thêm hai binh sĩ thiệt mạng ở Gaza vào ngày hôm qua và nâng tổng số thương vong hiện tại lên con số 282 quân nhân kể từ đầu cuộc chiến. Iran đã chính thức cử tùy viên quân sự của mình tới Belarus sau hơn 30 năm. Phía Belarus cho biết đây là việc công nhận một nhà ngoại giao quân sự từ Iran sau thời gian thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Belarus và quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp của Bộ Quốc phòng Iran với đại diện phía Belarus tại Liên bang Nga. Theo truyền thông Nga, trong cuộc gặp các bên đã thảo luận về tình hình và triển vọng phát triển hợp tác quân sự song phương đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Iran đang tiếp tục tham gia các hoạt động quân sự tại các khu vực tranh chấp phi truyền thống, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine. Và động thái cấp quyền tiếp cận quân sự của Iran cho một quốc gia nằm ngay biên giới NATO và EU càng khiến phương Tây thêm lo lắng. Elon Musk, ông chủ của SpaceX và Tesla, ra mắt Stalin cùng với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại thủ đô của Bali vào chiều hôm nay. Tỷ phú Elon Musk đã đến đảo Bali của Indonesia trước thời điểm ra mắt dịch vụ Internet Starlink của mình. Đây là dịch vụ mà chính phủ Indonesia hy vọng sẽ giúp thúc đẩy việc phủ sóng Internet và hỗ trợ các dịch vụ y tế tại những vùng xa xôi của quần đảo rộng lớn này. Elon Musk đã đến Indonesia bằng máy bay riêng tại sân bay Bali vào sáng Chủ nhật và Bộ trưởng Đầu tư Indonesia Laluut Binsa Ban Zaitan cho biết sẽ thảo luận với vị tỷ phú này về một số nội dung hợp tác quan trọng, bao gồm cả lễ ra mắt hệ thống Starlink. Chính phủ Indonesia kỳ vọng với sự hỗ trợ của hệ thống Starlink, việc truy cập Internet sẽ bình đẳng hơn tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nơi có hơn 270 triệu người đang sống ở ba múi giờ, và rằng công nghệ mới này sẽ cho phép người dân ở vùng sâu vùng xa sử dụng Internet nhanh như những người ở khu vực thành thị. Starlink đã nhận được giấy phép hoạt động tại Indonesia với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ Internet cho người tiêu dùng bán lẻ và đã được cho phép cung cấp mạng sau khi nhận được giấy phép thiết bị đầu cuối, khẩu độ rất nhỏ, VSAT. Indonesia là quốc gia thứ ba ở Đông Nam Á, nơi Starlink sẽ hoạt động. Malaysia đã được cấp giấy phép cho Starlink vào năm ngoái và Philippines đã ký thỏa thuận với tập đoàn SpaceX vào năm 2022. Stalin hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, nơi nó được quân đội, bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức cứu trợ sử dụng. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của DKN Thời sự đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.